Hôm nay giới thiệu đến các bạn dàn Kenwood K711, và đây là màn hình máy tính của mình đang show cái trang Kenwood Japan. Đây là hình ảnh thực tế và thông số kỹ thuật đầy đủ của cái dàn Kenwood K711 thuộc cái chuỗi series K rất là nổi tiếng của Kenwood này, dòng cao cấp nhất của hãng Kenwood, và đây là một dòng đời cao K711. Điều đầu tiên có thể nhận thấy đây là 28 bit giải mã cho cái âm ly Fire này, cái âm ly giải mã 28 bit luôn nha các bạn. Hiếm có dàn nào mà giải mã 24 bit mà đây tới 28 bit nữa. Và đặc biệt không phải là cổng quang không nữa, mà là cổng analog CD và cổng quang optical đều giải mã 28 bit với con chip giải mã của Kenwood. Và K711 này, đây là ngoại hình thực tế bên ngoài và mình đang để trên cái kệ của mình. Cái bề ngang của cái âm ly này, bề ngang âm ly là 28 cm nha các bạn. Và để mình lấy đo chính xác như các bạn xem luôn. Bề ngang âm ly 28, tổng bề ngang của dàn máy này là 60. Và chiều cao của mỗi loa là 29 cm. Một loa nặng 4,2 kg. Công suất của một loa là 80W 6 ohm. Và đầu âm ly này 70W nha các bạn. Thời điểm ra mắt thì cái con K711 này đã loại bỏ cái học MIDI rồi. Nó tập trung vào CD, cổng kết nối ở phía sau, như là cổng này, cổng quang optical trực tiếp, cổng analog AUX nè, đó, cổng sub điện. Và các bạn có thể ý này, đây là cái dách, cái chạm kết nối đều mạ vàng hết, và đây dách bắp chuối mạ vàng. Và ở bên ngoài là cái phần nhựa trong rất là đẹp mắt, những cái dòng cao cấp đời sau thì nó sẽ được trang bị như vậy. Còn đây là loa Kenwood K711, mở dách mạ vàng. Đây là nguyên cái thân luôn mạ vàng hết nha, chứ không phải là chỉ cái chuôi bên trong mà nguyên cái thân của cái cọc này mạ vàng hết. 80W 6 ohm. Đây, loa được hoàn thiện từ trước, mặt trước tới mặt sau, không có để lộ cái phần gỗ ở bên ngoài. Đây, được dán rất là hoàn thiện. Lưới loa đầy đủ nha các bạn. Một loa nặng 7,2 kg. Và các bạn để ý cái hậu loa rất là sâu nhé. Loa nặng vì cái hậu loa rất là sâu và cái củ từ bên trong rất là lớn, mạch phân tầng bên trong. Công suất của dàn máy có thể là tương đương một cái dàn trung đó các bạn, dàn trung nhỏ. Rồi. Cái CDK này rất là nổi tiếng rồi các bạn. Play CD. Có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn máy nhé, chỉnh được bass, mid treble, deep bass, super bass vân vân. CD. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Zoom lại cho các bạn xem rõ hơn. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước cái màn hình mình cần chỉnh cái chế độ nhé. Con vẫn xa ngàn xa. Là chế độ deep bass 10 nấc. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên. Cái âm trầm của cái dòng Ken K71 này là cực sâu, bass trầm rất là rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng. Cái chế độ bát này là riêng nữa. Trong bánh bát chim mít chép ba giải tầng nữa các bạn, ba giải hay như đôi má đào bát. Nếu con không về nó hiển thị ở 100 Hz, các bạn thấy không, 100 Hz. Mái tranh nghèo không người xưa sáng mít. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Và chép bầy trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi que rôm. Mình tạm tắt tiếng nhé, chúng ta đang nghe đĩa CD. Các bạn có thể thấy cái phần điều chỉnh cái chế độ âm thanh của dàn Kenwood này thì rất là chi tiết,
deep bass 10 dB và bass mid treble riêng, có nghĩa là chỉnh được 4 dải tổng cộng. Nó còn chi tiết hơn cả một cái amply lớn nữa các bạn. Và ngoại hình cực kỳ đẹp mắt, các bạn có thấy không? Mặt phay nhôm rất là dày. Đây. Cái một lớp một cái mặt phay rất là dày luôn. Cái mặt phay này dày khoảng hơn 2 ly nha các bạn. Màu vàng chanh. Do là dòng Kenwood Serica nên được đầu tư rất là bài bản, đầy đủ. Còn đây là chế độ chỉnh âm thanh nè, có thể chỉnh trên điều khiển hoặc chỉnh trên cái nút này cũng được. Đó. Chỉnh trực tiếp trên đây. Đó. Cái này có cái room equalizer nữa, Kenwood nó hay có cái dòng này. Room equalizer. Mà chúng ta nên tìm hiểu theo cái sở thích riêng của mỗi người, tại vì nó sẽ điều chỉnh theo cái thể tích của cái phòng. Nó có một cái con chip xử lý như thế nào đó mà nó cảm nhận được cái thể tích của cái phòng và nó sẽ điều chỉnh theo cái thể tích của cái phòng để mà phù hợp với cái tai của mỗi người nghe. Đó, cái đó là cái lý thuyết của nó ghi trên trang Kenwood. Còn nếu các bạn muốn điều chỉnh riêng biệt thì deep bass nè, bass mid treble đầy đủ, rất là dễ chỉnh. Rồi, chúng ta đang nghe đĩa CD và chúng ta tiếp tục nhé, qua bài số 2 đi. À, mình mở tiếng lên lại. Hồi nãy tắt tiếng rồi. Số 3. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày. Lửa thù nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Ảo đường xa không âm rõ phương xa, nhìn đêm vắng nhà. Mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào. Đồng ruộng mỏng manh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù. Ảo nhà bình thường linh linh thương quê, vì đời mà đi. CD đọc rất là tốt, dù đây là đĩa chép. Stop. Đây cái phần nút của nó nè, cái phần nút cũng bằng nhôm hết nha các bạn. Cái phần nút được làm rất là cầu kỳ. Bây giờ chúng ta test qua ngõ cổng quang và cổng AUX. Đây là cổng AUX ở phía sau. Mình sẽ gắn vào. Cái đầu amply bề ngang rộng và bề sâu cũng rất là sâu. AUX gắn vô đây đi. Cổng sub điện đó, các bạn muốn hỗ trợ thêm tiếng bass. Nhưng mà theo mình thì cái cảm nhận phòng dưới 20m² thì không cần phải bất kỳ một cái âm thanh bass nào phải tăng thêm nữa đâu. Đây là một cặp loa lực nhất trong cái dàn mini. Đó là công suất của nó gần như là dàn chung luôn rồi. Và tiếng bass nó đánh cực kỳ sâu và chơi rất là đa thể loại nhạc. Còn đây là cổng quang nha các bạn. Chân ở đây. Có cổng 3.5 trực tiếp luôn nè. Cổng này cổng 3.5. Mấy cái dách mạ vàng này cho cái điểm kết nối tốt nhất, không bị nhiễu. Các bạn có nếu mà muốn kết nối Bluetooth đó, thì chỉ cần mua một cái box Bluetooth của những cái hãng lớn của Trung Quốc. Một cái box Bluetooth như tầm khoảng 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy tới 800 ngàn thì làm sao chứ? Có rất nhiều chế độ Bluetooth để các bạn kết nối với cái đầu máy này, kết nối từ xa. Đó là mình hướng dẫn thêm thôi. Sorry các bạn, bây giờ mình chuyển qua cổng D-in nè, đó, optical.
đang nghe cổng Optical nha các bạn, đi in. Tiếng chép rất là nhuyễn. Qua bài số 2. À quên, mình phải dùng Optical mà. Qua bài số 2. Một bài nhạc nữa nhé các bạn, một bài guitar nữa. Công suất cực kỳ lớn luôn. Chi tiết nhưng không có bị chói tai. Kenwood cái dòng này nó hòa âm rất là tốt các bạn. Và chúng ta chuyển qua cổng AUX ở phía sau, cổng hai cổng bông sen á. Một bài test trên YouTube quen thuộc các bạn, cổng AUX. Nhạc sôi động nữa trước khi kết thúc bài test con Kenwood K311 ngày hôm nay. Rất là sôi động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đeo tai phone vào để cảm nhận được cái âm thanh bass sâu của nó. Cái trầm sâu này chỉ có tai phone mới đánh ra mới nghe được đó các bạn. Kenwood K71 hôm nay. Đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích cái dàn Kenwood K71 này nhé. Và các bạn hãy tham khảo thông tin giá thành và thông số kỹ thuật đầy đủ của dàn máy qua trang Facebook, Zalo hoặc là kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.